Xin chào các bạn, mình đang có đây là một chiếc iPhone 6S. Nhớ thời điểm mà nó mới được ra mắt, một cái công nghệ cảm ứng được mọi người nhắc đến rất là nhiều, đó là 3D Touch, gọi một tên khác gọi là 3D Touch. Cái công nghệ này nó là một cái công nghệ rất được tự hào trên những chiếc iPhone 6S cũng như 6S Plus. Thế nhưng sau một năm thì có rất nhiều bạn chia sẻ với mình là sử dụng kể cả 6S hay 6S Plus còn quên mất đi cả cái tính năng này. Thực ra mà nói thì nó âm thầm được phát triển lên, âm thầm được mang đến rất nhiều tính năng, và có nhiều bạn thì không để ý đến. Trong video này thì hãy cùng mình tìm hiểu để sau một năm phát triển, 3D Touch nó sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm như thế nào. Đầu tiên thì mình cũng phải nhắc lại một chút về thao tác của 3D Touch xem nó như thế nào nhá. Các bạn ấn chạm nhẹ một lần để mà truy cập, các bạn dùng một lực mạnh một chút để mà chúng ta có một cái gọi là pick, và đương nhiên giả dụ mà chúng ta muốn xem ánh và ấn mạnh là pop, thì ba cái lực nhấn này nó sẽ tương với đó là ba chức năng khác nhau. Các bạn nha, thấy chưa? Chúng ta là có này, chạm nhẹ vào, chúng ta pick, ấn vào, và chúng ta có một cái tính năng khác đó là pop. Ok, thì đó là ba cái lực nhấn cơ bản của 3D Touch. Mình đang dùng cường lực trên chiếc iPhone 6S và các bạn có thể thấy là nó vẫn nhận một cách rất là bình thường. Vậy thì những cái thứ cơ bản như sau thì các bạn có thể nhận được với những ứng dụng cơ bản này. Chúng ta đã hỗ trợ gần như là hầu hết phone này, message này, hay là chỉ ứng dụng bên thứ ba có Facebook này, có Messenger nhận hết, hay là chúng ta có Safari nhận ok, rồi là Note nhận ok, hay là Mail có nhận ok, Music ok. Nói chung là với những ứng dụng cơ bản thì chúng ta có thể nhận được diện là đầy đủ mọi thứ hoàn toàn. Và những ứng dụng bên thứ ba, những ứng dụng nổi tiếng thì nó cũng đều hỗ trợ khá là tốt cho cái 3D Touch này. Nói tóm lại là với những ứng dụng mặc định của những chiếc iPhone và những cái ứng dụng khá là nổi tiếng như là Instagram, nói chung là được thiết kế dành riêng những sản phẩm này, thì ok, hỗ trợ 3D Touch rất là tốt. Tuy nhiên thì có một điều khá là thú vị khi mà những ứng dụng của Google này, YouTube không có hỗ trợ. Google Maps thì lại có hỗ trợ, hay là Mail lại vẫn cũng không có hỗ trợ đó. Nói chung là với những cái ứng dụng từ bên ông Google này là ông không thích chơi với mấy bố iOS lắm, thế nên á không có. Còn những cái ứng dụng như Flick có đầy đủ này, Zalo không có luôn, Snapseed có này, VSCOcam không có luôn, Color không có, Wallet không có, ai dạ, nhiều ứng dụng vãi. Rồi, nói tóm lại là có một vài ứng dụng có và có một vài ứng dụng không có. Vậy thì chúng ta sẽ có thể tìm hiểu được những cái tính năng của 3D Touch này, nó sẽ giúp cho các bạn những trải nghiệm như thế nào. Đầu tiên là trong mục phone, ở đây chúng ta có rất nhiều những cái danh bạ của gọi này. Đấy, mình thay vì cái việc mà chúng ta bấm vào nút chữ Y ở đây để mà các bạn có thể gọi hoặc là nhắn tin cho người khác, thì lúc này các bạn chỉ cần pick vào cái tên đó là các bạn có thể hiện ra được cái tùy chọn đó là gọi và nhắn tin. Mình rất thích cái này bởi vì nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm rất là tốt. Hay là vào đến mục bên trong tin nhắn, giả dụ ở đây mình có gắn một cái số điện thoại ở đây, bình thường các bạn bấm vào nó sẽ chỉ hiện lên cái tùy chọn đó là call, nhưng bây giờ các bạn pick vào thì các bạn lại có rất nhiều những tùy chọn khác như là gọi, tin nhắn, add to contact hay là create new contact. Cái này rất là hay và mình đánh giá nó rất là cao. Tiếp theo đến mục ảnh ở đây thì cái tính năng nó cũng đơn giản rồi, các bạn có thể nhấn giữ một lần để mà pick vào để mà xem trước, pop, ấn mạnh và chúng ta có thể chuyển qua những cái tấm ảnh khác. Hay là đơn giản là với cái tính năng live photo thì các bạn cũng chỉ cần pick vào để chúng ta có thể xem được một đoạn video ngắn ở trên những bức ảnh đó. Tuy nhiên thì cái đấy nó bình thường rồi. Một cái điều tiếp theo mà mình thích ở đây đó là gì? Với ứng dụng Facebook ở đây, giả dụ ở đây mình có một bài post trên cái click buy chọn là mua với rất nhiều bức hình ở đây. Thay vì cái việc mà các bạn click vào từng tấm hình, các bạn vuốt qua vuốt lại để mà xem, thì bây giờ các bạn sẽ có một cái thao tác khác, đó là các bạn chỉ cần pick vào hiện lên và sau đó các bạn vuốt lên vuốt xuống để mà chúng ta xem qua những bức ảnh khác. Các bạn thấy chưa, mình có thể vuốt này, vuốt tùy thuộc vào cái tốc độ của tay để mà chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại những cái tấm hình khác một cách rất là nhanh, thay vì cái việc mà các bạn lại phải bấm vào, chúng ta bấm vào thêm một lần nữa mới có thể chuyển qua chuyển lại được những bức ảnh ở đây. Và với rất nhiều những ứng dụng khác nhau thì chúng ta lại có những thao tác khác nhau, nhưng tóm gọn lại thì các bạn sẽ vẫn có những cái trải nghiệm rất tốt, như chúng ta có thể xem trước bức hình này, chúng ta có thể xem trước website, chúng ta có thể xem trước ảnh, hay là chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại, hay là chúng ta có những tùy chọn về cuộc gọi nhắn tin một cách cực kỳ dễ dàng. Nói tóm lại thì với 3D Touch này, hiện tại mức giá của những chiếc iPhone 6S cũng khá là hợp lý để các bạn có thể trải nghiệm được những công nghệ mới trong tương lai, khi mà mình tin rằng với cảm ứng lực này nó cũng sẽ còn phát triển trong một thời gian rất lâu nữa, rất dài nữa. Trước đây thì mình còn nhớ buồn cười rằng là khi mà cảm ứng điện dung đã phát triển thì chúng ta không cần phải sử dụng lực trên những thiết bị màn hình cảm ứng nữa, mà 3D Touch đang mang lại cái thời kỳ hoàng kim của cảm ứng điện trở. Nói chung là điện trở thì nó cũng có cái hay, mà 3D Touch thì nó cũng có cái hay của nó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.